Xuống giếng, hai anh em ruột tử vong. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 5, anh Hoàng Văn Thuận, 26 tuổi, trú tại xã Deli Eia, huyện Krông Năng, xuống giếng đào của gia đình ở thôn Tân Hiệp, xã Deli Eia để nạo vét nguồn nước. Giếng này sâu 18 mét. Sau một lúc thấy anh Thuận bất tỉnh không phản ứng gì, anh trai là Hoàng Văn Mạnh, 28 tuổi, đã leo xuống giếng để xem tình hình. Tuy nhiên, khi vừa xuống tới đáy giếng, anh Mạnh cũng bị ngất. Phát hiện hai anh em bị ngạt thở dưới giếng, người thân báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tổ chức cứu nạn. Do giếng sâu và có khí độc hại, lực lượng cứu hộ đã đeo bình dưỡng khí, mặc quần áo bảo hộ, thực hiện các biện pháp an toàn để đưa các nạn nhân ra khỏi giếng. Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, sau hơn 2 tiếng, lực lượng cứu hộ đã đưa được anh Mạnh và anh Thuận ra khỏi giếng, nhưng cả hai đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định cả hai nạn nhân bị tử vong là do ngạt khí độc. Trước đó đã có rất nhiều vụ tử vong do ngạt khí độc khi nạo vét giếng, như vụ ngạt khí khi nạo vét giếng ở Yên Bái, làm hai người chết vào tháng 7 năm 2022. Hay vụ hai người chết ngạt dưới giếng vào tháng 8 năm 2022 tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Văn Sung, nguyên viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lý giải, các giếng sâu thường phát sinh khí độc, trong đó có khí metan, nếu gặp phải sẽ chết ngạt ngay trong vài phút. Trường hợp ngạt khí khi xuống giếng sâu xảy ra rất nhiều lần, nhưng người dân chưa chú ý và không đề phòng. Giếng càng sâu thì khí metan càng nhiều. Hiện nay Việt Nam chưa có nhiều thiết bị chuyên dụng, trang bị để xuống giếng sâu. Tuy nhiên, ông Sung cho biết, trước khi xuống, người dân cần tìm cách đuổi hết khí metan ra ngoài, sau đó đeo mặt nạ lọc khí rồi mới xuống. Tốt nhất nên bơm hút, thay đổi hỗn hợp không khí, ví dụ dùng quạt xua đuổi khí metan làm không khí lưu thông. Giáo sư Sung gợi ý người dân không nên xuống ngay dưới giếng mà thử nghiệm trước bằng cách thả một con gà xuống trước. Nếu con vật chết ngạt dưới giếng, tức là có không khí độc, người không nên xuống. Ông cũng cảnh báo trong trường hợp gặp phải hiện tượng có người chết ngạt khí thì người sau tuyệt đối không theo để cứu mà nên tìm cách thả dây xuống đáy để trong trường hợp nạn nhân vẫn tỉnh để kéo lên.